Excuse me, can I interview you some questions? How do you feel now? I love you, bạc bạc. I'm okay. Yeah, we are finding some places to sleep. I won't sleep. I want to sleep. I want also the bed. Đây hả? Bây giờ là 2 giờ sáng. Chúng tôi vẫn đang đi lang thang ngoài hành lang của sân bay Tân Sơn Nhất. Giờ cảm giác lúc bây giờ là rất là buồn ngủ nghe các bạn. Kiếm chỗ ngủ nè em.